Thường thường chúng sanh mình á, có hai cái trạng thái, có khi là phấn khởi, có khi là nhàm chán. Thì cuộc sống chúng ta luôn luôn có những cái tâm trạng đối đãi, ví dụ như vui rồi buồn, thương rồi ghét, yêu rồi hận, thích rồi không thích, và phấn khởi và nhàm chán. Mà không phải chỉ một việc nha, hầu như phần lớn, thậm chí đừng có nói món hàng, món vật, có nhiều khi mình thích cái món đó ăn, hồi cái nói sao? Chán. Đừng nói ai, thậm chí cái áo, đôi giày, cái dép chúng ta mang, ngay cả người yêu luôn, yêu ngồi chán, nhìn họ giờ chán quá, mà mới đầu thì không phải vậy. Không? Thành thử ra cái chán là gì? Chán là một cái tâm trạng nản, ngán ngẩm, buông xuôi và cảm thấy rằng không có muốn tiếp tục. Ví dụ như nhiều khi có nhiều người, người ta dư thời gian quá, người ta cũng chán nữa, rảnh quá không biết làm gì cũng chán, phải không? Rồi có khi làm chết mồ chết tổ luôn, không được khen, chán. Làm quá trời quá đất mà không ai ghi nhận cái công lao của mình cũng chán. Hoặc là thậm chí mình không biết mình phải làm gì cũng chán. Hay là mình lỡ mình thất bại một cái việc gì trong cuộc sống mình cũng chán. Hay là cái việc gì mình làm mà mình cố gắng làm hoài làm không được, hồi mình cũng chán. Cho nên chán là một cái tâm trạng rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà nếu người nào không có biết quán chiếu, không có biết tu tập để vượt qua cái nhàm chán đó, thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái bệnh trầm cảm, một cái bệnh nội tâm. Chán là chuyện bình thường thôi, chúng ta thỉnh thoảng đều có những cái tâm trạng đó, có khi phấn khởi, có khi nhàm chán, thi thương, có thi ghét. Tất cả những cái đó là những cái vô thường biến đổi trong cái tâm thức của con người. Cho nên cái đó Phật giáo gọi là hành đó. Nó liên tục hết này tới kia. Thành thử ra, cho nên Bồ Tát Văn Thù nói dạy mình á, có những cái chúng ta Bồ Tát thì cố gắng mình tu tập như thế nào để không nhàm chán. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ á, nếu lỡ có khởi cái niệm chán đó chút xíu thôi rồi hết, chứ nếu mà chán hoài chắc là tu không nổi. Ví dụ ngài dạy nè, bố thí không chán. Tại sao biết không? Tại vì có nhiều khi mình cho nhưng mà người ta không có ghi nhận cái việc làm thiện của mình, giúp hồi chán không muốn giúp nữa. Hay là thậm chí giờ mình cho nhưng mà mình thấy mình làm phước quá trời, nhưng mà rồi mình không có được phù hộ. Mới đây có một vị tâm sự với Pháp Hòa, viết cho Hòa một cái thơ, và sau cái thơ đó thì còn phone nói cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con quật lại cái con người con sau 2 năm. Tại vì hồi xưa con tu tập, con cúng dường, con bố thí, con tụng kinh, mà rồi rốt cuộc Phật không có linh, Phật không phù hộ, có gì hết, có gia đình con thất bại, chuyện này chuyện con chán, con không biết là Phật có thiệt không, Phật có phù hộ thiệt không, chán không tu nữa. Nhưng mà nhờ nghe những bài pháp của thầy hiểu được, phải không? Mỗi người có mỗi cái phước, mỗi cái duyên, mỗi cái nghiệp, mà nhiều khi tất cả những cái đó đôi khi nó cũng chưa chắc là nó đã là xấu. Tại sao? Tại vì nhiều khi vậy đó, nhờ vậy đó, cho nên mình nỗ lực mình tu nhiều. Có nhiều khi mình thành công quá cái mình quên tu. Thành công, thí dụ bây giờ quý vị nào mà bận rộn làm ăn quá đi, thì bây giờ phải lo kiếm tiền chứ. Mặc dù mình mới đầu mình không nghĩ, mình nghĩ thôi kiếm tiền đủ sống, nhưng mà sợ làm được quá, tiền tới mà không lấy, người ta nói mình giải sao. Cho nên lo làm ăn quá đôi khi cũng quên. Cho nên nhiều khi mình giúp người nhưng mà cái thiện nó không tới với mình, làm hồi cũng chán. Hoặc là người ta không có ghi nhận những cái việc làm của mình cũng dễ chán. Cho nên bố thí không chán là cho không có chán.
Và thậm chí có những người, người ta tới xin mình mà ta, cái hình ảnh của người ta, cái thái độ của người ta, cái tư cách người ta làm mình chán họ cũng có nữa. Đừng có nói ai xa, nội bà con quyến thuộc mình thôi, đừng nói ai xa đó. Mình giúp họ quá trời luôn à, mà gặp mình họ quăng cục lơ, thậm chí nói chuyện với mình mà nói giống như là mình không quen biết, hay phủi ơn mình vân vân. Họ làm hồi mình cũng chán. Thì vậy thì bây giờ thưa đại chúng, là mình biết rằng tất cả chúng sanh, nếu người nào mà chưa có tu tập đó, có nhiều khi hồi nãy Pháp Hòa ngồi suy nghĩ mà nói, trong cuộc sống này có nhiều khi mình, tại vì quý vị biết không, gần đây thiên hạ biết Pháp Hòa ở nhà, cho nên là một ngày Pháp Hòa không biết bao nhiêu cái phone. Cái anh Phật tử nói, cái anh Phật tử với cái anh mà ảnh lên để anh phụ mình tuần, anh nói Kheo đi anh lên, ảnh lên để anh phụ lòng vòng cái khu vực sau thôi, mà ảnh thấy Pháp Hòa bắt phone, nó nói trời ơi, một ngày thấy thầy bắt phone quải luôn á. Rồi quý vị biết không, cứ cầm cái phone rồi nói hết, chia sẻ chuyện này tới chia sẻ tới chuyện kia. Thì thường á, sau khi mà gác cái phone của một vị nào đó rồi, thì cái câu chuyện của cái vị đó trở thành cái đề tài để Pháp Hòa suy nghĩ một chút. Thì có một vị mới than cái vấn đề mà ứng xử thế này thế kia. Thì Pháp Hòa mới suy nghĩ và nói, nhiều khi á, ai cũng có một cái hình thái là tu. Ví dụ như đi tu nè, tu nè, tu vậy đó. Nhưng mà chỉ là tu thôi, chứ chưa biết tu. Nhiều khi cũng đi vậy, cũng kêu chữ tu đàng hoàng mà đâu biết tu. Thành thử ra vô chùa, ai thấy vô chùa, chị này đi tu ha, anh này đi tu ha, bác này tu, thầy này tu, cô này tu, nhưng mà vô đây ở vậy thôi chứ không biết tu. Mà không biết tu thì sao? Hay là giờ mình có nghe pháp không? Có. Nhưng mà hiểu pháp không? Sơ sơ. Có nhiều người không hiểu nữa. Hồi nãy có một cô cố gọi, cô hẹn Pháp Hòa xong cái thầy giờ nào thầy không có online thầy giảng. Pháp Hòa mới nghe, ủa hôm nay cô cũng nghe? Dạ. Cái hỏi cô có nghe không? Cái cô cười, cô nói mà sao con khổ quá, con nghe tay này ra tay kia. Thấy không? Thành thử ra trên đời này á, người nói pháp khó. Đức Phật dạy trong kinh nha, người nói pháp khó, người nghe pháp càng khó hơn, người hiểu pháp càng khó hơn nữa, mà người hành pháp khó hơn nữa. Phải không? Mỗi cái người nói pháp đã khó, hiếm rồi. Cái người nói pháp hiếm rồi, mà cái người nghe pháp hiếm. Nhưng mà người nghe nhiều hơn người biết. Biết khác, hiểu khác à. Thí dụ hỏi mình biết cái người đó không? Dạ tôi biết. Mà hiểu người đó không? Tôi đâu biết gì họ đâu. Tôi biết mặt thôi, tôi biết tên, nhưng mà tôi chưa biết tánh. Cái thành nữ nhiều khi mình biết cái đó là cái gì, nhưng mình chưa đi sâu vào trong đó. Mình chưa đi sâu vào trong đó. Vì vậy cho nên Pháp Hòa mới suy nghĩ là cuối cùng mình tu, nhưng mà biết tu, hiểu cách tu và có tu. Thì người nào mà chán là vì chưa biết tu hay là chưa tu, chứ còn có tu là có an lạc chứ làm sao chán được. Cho nên Đức Phật ngài Văn Thù Sư Lợi dạy câu tiếp nè, ở chốn A Lan Nhã không chán. A Lan Nhã là gì? Nếu nghĩa cái nghĩa thông thường là gì? Là một cái nơi chốn rừng rú hoang dã, cũng là chùa chiền. Ai mà ở chùa không chán đó là người đó có được cái căn cơ, gọi là căn bản nhất là gì? Chưa nói tu hành, chưa nói ứng xử, nói cái ở thôi. Ở mà không chán. Hồi đó lúc Pháp Hòa chưa được vô chùa chính thức đi tu đó, là mỗi chiều thứ sáu là vào về chùa. Trời, đi học về ha là phải lo dọn dẹp chuẩn bị mà nôn nao gì chi biết không. Chiều thứ sáu là xách giỏ đi chùa. Mà trước khi mình đi chùa, mình muốn cho gia đình mình vui vẻ, cho mình được đi chùa, thì mình phải làm việc sạch sẽ, hút bụi làm việc hết rồi mình đi. Mà cái niềm hân hoan cái chiều thứ sáu nó vui lắm. Người ta vui là người ta nghỉ rồi người ta đi nhậu, người ta đi chơi. Còn mình là hân hoan mình đi chùa.
ở trong chùa chiều thứ sáu nguyên ngày thứ bảy cho tới tối chủ nhật. Trời ơi, cái tâm trạng nó buồn, tại vì mình phải đi về, phải đi về. Rồi cho nên khi mình chính thức mình được đi tu, mình ở trong chùa, bây giờ mình lâu lâu mình về nhà mình thăm đi, thăm chừng tiếng hai tiếng thôi, ở lâu ở không được, ở lâu ở không được. Thì mình tự nhiên mình thấy tại sao mình quen cái không khí trong chùa, quen cái không gian trong chùa rồi. Vì vậy cho nên cái chỗ A Lan Nhã là chùa, Ariya là nơi tịnh địa, là già lam. Bây giờ mình đừng khoan nói cái chuyện sâu, nói cái bây giờ có những người, người ta không có duyên đến mức độ người ta vô, người ta ngồi một chút ta chịu không nổi. Cũng giống như quý vị ăn chay, quý vị có ngán không? Không. Ăn chay cũng không ngán mà không chán, thì mình biết là mình có được cái cơ bản về, mình có cái duyên lành cơ bản về mặt ăn chay thôi, chứ chưa nói sâu sắc. Khoan nói chuyện sâu sắc, nói cái cơ bản thôi. Có nhiều người ăn chay ngán lắm, chán lắm. Và ví dụ như bữa nào ăn, trời ơi thiệt á, ăn bất đắc dĩ quá, lỡ hứa ăn 3 ngày, ăn mà trông đợi dữ lắm, phải không? Còn mình ăn chay mình không thấy ngán, ăn rất bình thường, là mình biết duyên, duyên sâu đậm. Về cái mặt đó, cái mặt thiện đó. Cho nên cái chỗ này Ngài mới nói hay lắm. Bố thí không chán, ở chúng A Lan Nhã không chán, nghe pháp không chán. Có nhiều khi mình nghe pháp, tại sao mình không thích? Thí dụ có nhiều khi mình nói trời ơi, ông thầy cũng giảng gì, tới lui cũng nhiều chuyện, nghe hồi cũng chán. Rồi thậm chí mình nói ôi nghe, rồi có đôi khi mình nói trời ơi, tôi nghe riết tôi chán lắm, sao vậy? Mỗi thầy nói mỗi kiểu. Nhưng mà mình quên một điều rằng á, Phật pháp là một phương thuốc, mà thuốc thì cứ bào chế theo bệnh. Nhiều khi quốc độ đó nói vậy đó, mà qua quốc độ khác nói khác. Ví dụ thôi, và Việt Nam lúa mà còn sống, lúc mà nó còn trên cây kêu lúa, mà tới hồi bóc vỏ vô bao kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu mà loãng có nước kêu cháo. Cũng cái ông đó hả, mà hễ ổng ở một cái tướng nào đó, thì mình có cái tên đặt như vậy. Cũng nước đó đó, mà hễ mà nước mà nó ở ngoài kêu nước nguội, nước trong tủ lạnh đem ra kêu nước lạnh, nấu sôi kêu nước sôi, có màu thơm thơm kêu nước trà, bỏ cái chất cà phê vô kêu cà phê. Vậy thì nó tùy cái biến tướng của nó mà chúng ta gọi. Thì cũng như thế, cũng như thế trong cuộc sống này. Cái giáo lý của tại sao cùng một cái chuyện đó mà tới đầu này Phật nói khác, tới đằng kia Phật nói khác, chứ vậy không lẽ Phật bất nhất? Không phải, nhưng mà Phật tùy phương tiện, tùy cái căn cơ con người mà nói. Đó, bây giờ quý vị kêu mấy đứa nhỏ ăn đi. Bây giờ mấy đứa con nít á, nó không có biết cái kêu cái, nó không có cần phân biệt mì tìm, mì thập cẩm, mì gì hết trơn á. Gặp nó hỏi ăn nu đồ không con? Nó nghe chữ nu đồ là trong đầu nó khái niệm là các loại bún, các loại cái cọng bún đó. Bún cũng là nu đồ, mà mì cũng là nu đồ, hủ tiếu cũng là nu đồ, phở. Đối với nó một chữ là đủ rồi, không có rườm rà, nu đồ thôi. Đấy không? Rồi giờ mình không có phân bề nói gì đó. Ăn, mình thấy ăn phở chay không? Nó đâu có khe. Tới giờ nó đói bụng rồi, giờ nó muốn mình chỉ giải thích cho nó là muốn ăn, nó có cái appetite trong cái đầu nó, nó đã biết cái món đó rồi, mình chỉ nói thôi. Đây tới hồi tới phiên mình mới rắc rối nè. Tới phiên mình mới rắc rối nè. Ăn hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu miền Tây, hủ tiếu gì, hủ tiếu gì, phải nói để tùy cái bệnh của người lớn, là người lớn cầu kỳ. Mấy người cầu kỳ thì phải nói theo kiểu cầu kỳ. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta không có phiền, không có chán, và không có thắc mắc. Rồi có đôi khi chúng ta chán, có nhiều lúc chúng ta thấy cái người đó họ nói như vậy mà sao không làm được như vậy, đôi khi mình cũng chán.
Thành thử ra mình nghe pháp mà chán nó cũng có nhiều lý do, chứ không phải là không. Cũng không có gì sai, cũng không có gì tội. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, thì chúng ta đừng để cái chán đó nó dừng chúng ta lại, nó ngăn cản chúng ta lại, thì chúng ta không vượt nó. Có nhiều khi ở chùa mà chán, buồn quá, không ai nói chuyện nữa. Ở chùa chán lắm, tại vì có đi có giờ, về có giấc. Thành ra mình biết rằng khi mình vô chùa rồi đó, thì cái đời sống mình nó sẽ khác hơn đời sống ngoài. Ở ngoài mình muốn đi đâu mình đi, về giờ nào về cũng chưa chắc. Nói vậy thôi, trừ trường hợp mình độc thân. Chứ thử mình có chồng có vợ rồi coi, đâu có phải vậy được. Nó cũng phải có cái khuôn khổ của nó chứ. Thành thử ra ở trong cái phương diện là có nhiều khi ở trong chùa, nếu mà mình cảm thấy cái không khí yên lắng của chùa mình không quen, chán đó, là mình không ở được lâu. Còn nếu mình ở được, mình bằng lòng và mình thích sự thanh tịnh yên lắng của chùa, mình thích, là mình biết rằng mình có khả năng ở xa hơn nữa, ở những chốn gọi là gì, những cái chỗ gọi là rừng tu hạnh Đầu Đà, ở những cái chỗ mà bãi Tha Ma. Thứ tư là gì? Tu thiện không chán. Cái chữ tu thiện này á, nó rộng hơn cái chữ bố thí. Tại vì bố thí chỉ là mình nói thẳng cái pháp đó, pháp thiện đó là pháp ở cái mặt cung ứng. Còn cái tu thiện này là tất cả các pháp. Cái gì mà có thể làm cho người ta an lạc, cái gì mà làm cho cái tâm mình khởi niệm lành, đều là tu thiện hết. Có nhiều khi một việc thiện mình chán rồi là mình không còn muốn tu bất cứ pháp thiện nào hết. Thỉnh thoảng mình sẽ thấy những người như vậy trong xã hội, trong cuộc sống, mà khi họ làm một cái điều gì lành cho ai rồi, người ta họ bị hất hủi, họ bị sụp đổ, những cái họ bị sốc những cái thay đổi của người kia, thì từ đó về sau họ không còn muốn giúp ai nữa hết, họ không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa. Cho nên cái tu thiện này nó rộng lắm. Thì đó là bốn pháp mà Bồ Tát không chán, không nhàm chán. Lý do chúng ta chán là bởi vì chúng ta làm hồi mới đầu cũng hưng phấn khởi lắm. Có nhiều người đi chùa lúc đầu đi phấn khởi lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà tới hồi mà vô sâu rồi, bắt đầu là mình thấy là mình dội. Có chuyện này chuyện kia, mình va chỗ này, mình chạm chỗ kia, mình mít chỗ này, mình xích chỗ nọ, hồi cái mình cũng chán. Đi ra ngoài làm xã hội từ thiện, đăng ký vào những cái cộng đoàn làm từ thiện cũng vậy. Cái chuyện đó rất là bình thường. Có thậm chí có nhiều người, người ta làm một cái việc đó mỗi ngày làm chậm người ta cũng chán. Chứ có nhiều người lái xe, lái con đường mà trơn tru không có gì, họ lái họ buồn ngủ, họ chán. Cái họ phải làm sao? Họ lạng qua bên này, họ lạng kia để làm cho họ bớt được cái sự buồn ngủ mà không có nhàm chán. Thậm chí có nhiều người là có hai dạng kiếm người để nói chuyện trong lúc lái xe. Một là quá buồn ngủ, hai là buồn quá lái mình không ai nói chuyện, chán. Cho nên thưa đại chúng, chán là một tâm hành, một cái cảm xúc. Trong khi mà chúng ta sống cuộc sống này, có khi chúng ta thích, rồi có chúng ta không thích, có khi chúng ta ghét, chúng ta thương, vân vân, thì chán cũng là một. Nhưng mà đừng để cái đó nó ngăn cản mình, nó block mình lại, nó cản trở mình. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại khó làm. Chữ khó nó đối lại với chữ dễ. Cái gì mà chúng ta làm được thì kêu là dễ, chúng ta làm chưa được thì gọi là khó. Chữ khó không có nghĩa là không làm được nha. Thật sự nếu mà không làm được thì làm gì nó có đây. Ví dụ như mình nhìn một cái gối này mình nói khó may. Nếu mà nó là khó may, tại sao có người may được nè? Vậy thì cái khó này không phải là khó, tại vì chúng ta chưa biết làm thì chúng ta nói nó khó. Chứ nếu nó khó, cái gì mà khó thật không bao giờ có mặt cho mình thấy.
mà chúng ta thấy nó đã có mặt, nghĩa là nó không thật khó. Có người đã làm được thì nó chưa chắc đã khó. Ví dụ nói tu thành Phật khó, đúng rồi, nhưng mà thật sự là có người thành Phật. Có người thành Phật, có người thành A-la-hán, chứ không phải là khó. Khó là tại vì sao? Chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái thử thách. Đi Tây Phương thỉnh kinh khó, nhưng mà thật sự có người làm được. Ngày xưa cái thời đó, thế kỷ thứ 6, mà thế kỷ thứ 6, thứ 7 mà Ngài Huyền Trang đã làm được việc đó. Một mình đi bộ từ Trung Quốc mà qua tới Ấn Độ. Rồi một người không biết một tiếng Phạn nào hết, vậy mà đi bộ qua tới đó rồi ở 10 năm trường để học ngôn ngữ đó. Và cuối cùng Ngài trở thành một vị luận sư nổi tiếng ở Ấn Độ thời đó, cái viện đại học Nalanda. Ngài Huyền Trang đã học ở đó 10 năm. Và trước Ngài Huyền Trang là có những vị trước đi trước Ngài nữa, như là Ngài Pháp Hiển. Ngài Pháp Hiển cũng là người Trung Quốc và đi Ấn Độ trước Ngài Huyền Trang. Mà sở dĩ Ngài Huyền Trang mà can đảm mà đi, mà có cái chí hướng muốn đi, là vì Ngài đã biết được trước Ngài có những vị như thế, cho nên Ngài quyết định Ngài đi một chuyến nữa. Chứ không phải Ngài Huyền Trang là người duy nhất đi Ấn Độ. Không phải là Ngài Huyền Trang là người đầu tiên đi Ấn Độ, trước Ngài Huyền Trang đã có mấy vị. Việt Nam mình cũng có, nhưng mà các ngài đi sau này thôi. Cho nên rồi á, cái chữ khó là có làm được. Bằng chứng là có người làm, cho nên mình mới được thấy nè. Nhưng mà cái mỗi một thời nó có cái khó khác. Phong Hòa ví dụ, thí dụ như là 20 mấy năm trước, thời đó tiền còn lớn, mình xây cái trúc lâm này mà lúc đó xây 1.2 triệu, 23 năm trước, ghê gớm lắm à. Mà lúc đó đồ đạc nó chưa có mắc, nhưng mà cái giá trị nó lớn, cho nên lúc đó khó không? Khó. Bây giờ nếu mà xây, thời điểm này mà xây cái trúc lâm này 1 triệu làm được không? Không được. Quý vị thấy cái Tây Thiên đó, cái chánh điện của Tây Thiên sao bằng đây được? Chỉ có lớn hơn thôi, chứ vật dụng trên chánh điện Tây Thiên đồ lô hết. Tại vì khi vẽ cái bản vẽ đó, họ nói nếu mình làm mà đúng cái tiêu chuẩn mà gọi là đồ tốt đó, cái chánh điện Tây Thiên phải 5-6 triệu. Rồi cuối cùng hạ xuống hết, chánh điện Tây Thiên còn 4 triệu. Mà quý vị lên thấy chánh điện có gì đâu? Không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tại vì mình xây thời điểm này, vật giá nó mắc, mà mình lại xây ở ngoài đó nữa, cho nên nổi cái tiền mà người ta đi từ trong phố mà ta ra là đã thấy số tiền rồi, mất tiền rồi. Mà ở trên đó là nó lạnh hơn dưới này, cho nên cái quốc độ nó đã gian nan. Rồi cái thời điểm tiền bạc bây giờ 1 triệu dễ, mình có, nhưng mà không làm được việc lớn. Muốn làm được việc đó phải vài triệu. Mà ngày hồi đó xây cái trúc lâm này, khởi sự xây có 90.000 tiền vốn à. Đi vô mượn nhà băng, lúc mua Tây Thiên cũng mượn ngân hàng, làm gì cũng mượn ngân hàng hết. Nhưng mà mỗi một cái thời nó khó, nhưng mà rồi mình cố gắng cũng làm được. Nhưng mà cái làm được của mình khó chứ không phải dễ. Hồi đó mình tu khóa tu xuất gia gieo duyên lần đầu tiên 35 người tại đây. Rồi năm sau làm lại lên được 70 người. Tới hồi lên tới 120 người là mình thấy oh my god. Rồi phải lo chạy kiếm chỗ này chỗ kia.
hết cái khóa thứ 7 sang tới cái khóa thứ 8 mới kéo lên trên trên Tây Thiền. Là lúc Phật Ngọc đó, 2010 bắt đầu mới lên đó. Khi mà lên tới trển rồi á, cái chánh điện bây giờ là cái phòng ngủ của các, là cái chánh điện đó vô ngồi được 100 mấy là ngon lành. Có cái khóa thứ 11 lên tới 200 mấy người mới xài cái nhà kho số 4. Trời ơi lúc đó rồi yên tâm rồi, thôi xây cái nhà này là làm nhà ăn vĩnh viễn rồi đó. Ai ngờ đâu được khóa 1, đúng khóa 1, khóa 11 thôi. Qua tới khóa 12 đã lên 700-800 ngàn rồi, đâu có còn xài được cái kho đó nữa. Thì Pháp Hòa thưa như vậy đó để cho đại chúng có cái hình ảnh để mình quán chiếu. Thế hồi mình mới qua đó, đối với mình gì cũng khó phải không? Trời ơi, nói tiếng Anh rặn muốn chết, mới ra được một hai chữ để đi làm. Bây giờ gây lộn luôn. Gây lộn bằng tiếng Anh luôn. Rồi mình hồi đó mình lúc mình mới qua muốn làm cái gì cũng rất khó. Nhưng mà bây giờ nó đầy đủ, nó khó, có cái khó khác. Hồi đó con mình đem mới đem nó qua nuôi khó lắm, nhưng mà dạy dễ. Bây giờ con bây giờ nuôi dễ mà dạy khó. Hồi đó mình nuôi con cực khổ vô cùng, đi làm từng đồng từng cắt mà 2-3 chỗ chia tiền. Lúc đó là tháng nào cũng phải gửi Việt Nam, rồi phải đầu tư cho mấy đứa. Nhưng mà con mình lúc đó nó còn cái máu của Việt Nam, cho nên rồi mình dạy được. Nó ít nhiều nó thông cảm, nó hiểu được, mình nói nó nghe. Con giờ mình cho nó ăn dư mà mình dạy nó không nổi. Thế nên mình mỗi thời nó khó tiếng. Cho nên Bồ Tát có 4 loại khó làm. Hồi Việt Nam mình á nghèo, thậm chí hồi mới qua đây mình vô chùa mình tu, trời ơi cực khổ muốn chết mà tu dễ. Các vị ngày xưa các vị tu dễ là tại sao? Không có gì chi phối hết. Còn bây giờ nó thuận lợi, nhưng mà cái thuận lợi nó cũng có cái khó của nó đó. Hồi đó muốn chơi cờ tướng là phải có bộ cờ tướng nằm trong cái hộp giấy đó, nhớ không? Rồi cái tờ giấy mà xếp xếp lại đó, rồi để trong cái hộp đó đó. Trời ơi lén la lén lút mới, lâu lâu mới được có giờ ngồi chơi. Giờ 5 phút nó cũng có chỗ nó chơi nữa, tại vì nó có đồ quẹt rồi, nó chỉ cần quẹt nó có chỗ nó chơi à. Thật ra hồi đó đó, ở trong mấy cái Phật học viện lớn, quý hòa thượng thời còn trẻ đó là thích coi phim, thích coi mấy bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung rồi vậy đó. Mà trời ơi, hùng tiền lại mới mua được một bộ. Mà quý hòa ở mà học ở trong Phật học đường thì đâu có thời giờ. Thì mà của quý hòa thượng cũng không cho đọc nữa, nhưng mà thanh niên trẻ thì thích. Thì các vị mới đi ra mấy cái cây cổ thụ của chùa đó, đóng cái chòi ở trên đó đó, rồi mới để cái bộ truyện Kim Dung ở trên đó. Rồi bắt đầu làm một cái list, 1 giờ ông nào, 2 giờ ông nào, những cái giờ rảnh đó là leo lên đó đọc 15 phút rồi tuột xuống, để bộ đó lại cho tôi, tới phiên người khác lên 15 phút. Ăn rất là khổ nhưng mà hạnh phúc. Học kinh đó, toàn là giấy lịch không à, cái cuốn lịch mà mình xé xé đó. Đến thời Pháp Hòa đó mà còn học cái kiểu đó mà. Cứ sáng nào đi ngang cái cuốn lịch, cái ten, cái rẹt, cái rồi lật ra phía sau ghi mấy cái câu kinh mình muốn học á, nhét một túi. Học tới chiều nó như cái tờ giấy đó luôn, cái mình cũng thuộc rồi. Hồi xưa học vậy không, nhưng mà thuộc. Còn bây giờ nè, nó chỉ cần bấm cái iPhone, cái kinh gì nó cũng có, mà nó không kinh gì nó thuộc hết. Tại sao? Kinh sách bây giờ in tràn gian đại hải, nó thấy kinh nó ngán ngọt hơn. Bây giờ thấy kinh đúng nghĩa là chữ kinh đó, biết không? Kinh hồn, kinh dị. Kinh sợ chứ không phải là như mình. Hồi đó vì không có đủ tiền photocopy, cho nên mỗi ngày phải chép mấy bài sám ra tối tụng theo cái phong cách chùa ở miền Nam.
chùa ở miền Nam là tụng kinh buổi tối là mỗi tối phải tụng một bài sám. Cho nên nhờ vậy mà cả chúng ai cũng thuộc mấy cái bài sám hết. Đi đâu mà những cái thời kinh mà ngắn gọn, chỉ cần tụng Đại Bi Bát Nhã, rồi niệm Phật, rồi tụng bài sám, rồi hồi hướng, đó là đủ thời kinh rồi. 30 phút, 40 phút là ok, vừa vừa. Mình không thuộc sám là coi như mình cũng mất lỗ lã. Mà nhờ mấy cái bài sám nó ngâm nga, nó cũng nhắc nhở mình nhiều lắm. Nhiều khi mình thuộc xong cái đời này nó xảy ra chuyện gì, cái mình ngồi mình ngẫm nghĩ. Cuộc đời, người đời sống phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Mình đọc tới câu đó cái mình thấm, đúng rồi, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Nhờ mấy cái bài đó nó nuôi mình. Đến năm 90 mấy ở đây tu vẫn còn cực vô cùng. Bây giờ kinh sách in sẵn, cái gì cũng có sẵn, nhưng cái sự tu chúng ta khó. Hồi đó thời mình đi học làm gì có mấy cái máy laptop như mấy đứa nhỏ bây giờ nó đi học. Cái đi học nó xách theo, ngồi chép không. Mà cái thời đó mấy anh chị nào mà học đại học là cực lắm. Tại vì phải nghe cô giáo nói, nghe mà chép không kịp á, cầm theo cái máy thâu. Mỗi lần ông giảng bài là đem ra thâu. Thâu để làm chi? Để tối về nghe lại mới nghe kịp ông giảng bài. Tại trên đại học ta giảng nhanh mà nói nhanh. Ở đây mình muốn nói cái vấn đề, mỗi một cái giai đoạn nó đều có khó của nó. Nó dễ ở cái mặt đầy đủ thì nó khó ở cái mặt tiếp thu, khó ở cái mặt khác. Bây giờ ở đây mình muốn hiểu con cái của mình, mà muốn hiểu được đời sống mấy đứa nhỏ cũng khó lắm. Tại cái cách nghĩ của mình và cái cách nghĩ của nó khác lắm. Mình mà nói một cái câu gì ra là nó chỉ vô mặt mình, nó kỳ thị. Có bữa đó thằng cô đi với người con đi vô mua cái bánh burger. Cái cô bán đó đó, cô làm chậm quá thì mẹ nó mới, cái bà Mỹ Đen đại khái một câu đó. Nó sừng sộ lên, nó tại sao mày nói như vậy? Mày nói như vậy là mẹ kỳ thị. Mà mình đâu có cái ý đó, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho nó hiểu như vậy. Chờ muốn hiểu mấy đứa nhỏ ở đây là khó lắm ạ. Tại vì cái cách suy nghĩ cái nó được huấn luyện từ ở môi trường này. Mình là hai cái môi trường nó khác, Đông Tây nó khác hết. Cho nên á, mấy đứa nhỏ mà nó muốn thương được mình, nó cũng phải chịu khó nó hiểu mình, nó mới thương mình nổi. Rồi mình muốn thương nó, mình phải chịu khó mình hiểu nó. Cho ha, sống phải chịu khó. Mình sống chung với nhau đi, thử không chịu khó coi, sống nổi không? Sao sống nổi? Dù người đó ngày xưa mình chọn, dù chùa đó ngày xưa mình chọn, dù thầy đó ngày xưa mình chọn, nhưng phải có cái sự chịu khó. Tại vì không bao giờ cuộc sống mà nó đang sống với nhau mà nó không lòi ra những cái hũ lậu. Ở trong Phật giáo mình hay dùng cái từ là những cái pháp hữu lậu, đó là những cái lỗi lầm, những cái chuyện rắc rối nó sanh. Thì ở đây Bồ Tát Văn Thù mới nói Bồ Tát có bốn loại khó làm. Một là nhẫn nhục tất cả những sự lăng nhục thấp hèn. Khó lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhẫn được, khó nhẫn lắm mà Bồ Tát cần làm, ráng làm. Thường thường người ta lăng nhục mình á là đã là một việc rồi. Nhưng mà lăng nhục thấp hèn là gì? Người ta dùng cái từ ngữ người ta lăng nhục mình nặng nề hơn nữa. Ví dụ như có những người, người ta chửi bới người khác, nhưng mà người ta chửi bới có văn chương.
Có những người ta chửi bới mà dùng từ ngữ nó rất là thô. Thì có nhiều khi mình phải bị trường hợp như vậy. Rồi thứ hai là gì? Là tự chịu nghèo khổ, có tài vật đều bố thí. Ở đây á, cái chữ tự chịu này là không có nghĩa là tự mình làm khổ mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta nhận cái phần dở một chút để nhường cái tốt cho người. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như bữa nay mình dọn cơm ăn, đùng một cái khách đông quá mình không đủ thức ăn. Thôi mình nhường cho những cái món ăn mình ăn sơ sơ gì cũng được. Thậm chí mình ăn cung nguội, cung cháy, hay là thậm chí mình nấu một gói mì mình ăn cũng được. Nhường cái phần thức ăn này cho khách. Mình vẫn có ăn, nhưng mà cái ăn của mình nó không tương đồng với cái mình đãi khách thôi. Chứ không có nghĩa là mình tự. Nhưng mà đó cũng là một việc khó làm. Tại vì có nhiều người, người ta nghĩ sao? Tại sao tôi phải làm chuyện đó? Có nhiều người làm được. Hay thậm chí vậy nè, mình sống chung một nhà với nhau, đôi khi thức ăn dư, mà có nhiều người có một cái khó là không bao giờ ăn đồ thừa. Nấu sáng chiều là đã không ăn rồi đó, chứ đừng nói đây để tới ngày mai nữa. Có nhiều người ăn là mỗi bữa phải mỗi món nha. Sáng phải nấu khác, chiều phải nấu khác. Mà lỡ mà sáng nấu dư là chiều không ăn, thì cái người mà ta nấu á, ta ăn muốn chết. Có nhiều người không có quen ăn. Nhưng mà nếu mình thấy rằng cái người cứ chịu như vậy, mà hơn nữa là bây giờ còn có 2-3 người trong nhà, có nhiều khi mấy đứa nhỏ đâu ăn đồ của mình. Hai vợ chồng nấu thức ăn người Việt với nhau, nấu nhiều quá ăn hết, mà ông chồng lại khó ăn, hay ngược lại bà vợ khó ăn, và ngày mai cứ phải nấu cái mới. Rồi đồ ăn nó cứ dồn dồn như vậy, ăn muốn chết luôn. Đã mình nói một cái việc rất nhỏ, đó chuyện ăn thôi, chưa nói tất cả những cái khác trong cuộc sống. Và đâu phải tánh tình của người nào cũng giống nhau mỗi ngày đâu. Tự nhiên tháng nay cái đổ quạo đủ, tự nhiên 2-3 tháng nay cái là hay kiếm chuyện với tôi, thí dụ vậy. Tại vì sao? Tất cả tâm con người vô thường, hoàn cảnh vô thường, con người vô thường. Và thậm chí thân của mình nó có những cái biến, có những cái biến chứng. Tuổi già. Hồi sáng con chị lên, trời ơi thầy ơi, giờ mắt bắt đầu mờ, rồi tay chân bắt đầu yếu kém rồi đấy. Tới tuổi rồi, tới cái mức đó nó kêu te, te. Tới khi nào mà nó kêu te, 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 nó không còn lên xuống gì, nó nằm dài vậy luôn là mình biết rồi đó. Vô trong mấy cái bệnh viện á, mà cái monitor mà nó còn lên lên, vậy là mình biết người đó còn ok ha. Còn khi nào mà nó vậy, 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 nó không còn lên gì nữa là biết người nó nằm rồi. Đi bệnh viện tụng kinh hộ niệm người mất, nhìn tướng nào cũng ra tướng tù đó. Khi mình nhìn cái má mà nó có dây 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 nè là mình biết người này ok, chưa đến nỗi. Mà khi nó tê, 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 nằm gì luôn rồi, người đó già thòn rồi đó. Mà thường thường cái tướng chết mình kêu là nằm dài đó, chết nằm dài đó chứ có. Thì cuộc sống này mỗi một cái gì nó cũng có cái mức của nó. Nó có cái mức. Nó quý vị cứ đi hầm cái máy hầm á, là cái cơ hội mình quán hay lắm. Mình bấm 1 phút cái nó nhảy ra 59 phút. 59 giây chứ. 58 giây, 57 giây hồi cái tới hồi mà nó không cái đó, cái té nó báo cho anh biết chính nó. Mình y chang vậy chứ gì nữa. Mỗi ngày là mình giảm cái nút đó xuống. Mà nó ngộ lắm quý cô quý chú, có đồng ý là mình đến một cái tuổi chừng 40 mấy, chừng 50 thôi là bắt đầu là mình thấy nhiều cái triệu chứng trong cơ thể mình. Mặc dù mình vẫn ăn như ngày thao, mình vẫn uống, nói chung là mình cảm thấy rằng mình không có làm cái gì khinh suất cơ thể mình, mà nhưng mà đến lúc đó nó phải hoại như vậy. Mình nói ủa, tôi nhớ tôi đâu có làm cái này mà xả tôi vậy. Không phải đâu. Mình cứ nhớ ra đề xe cái đi, mà đi đâu có đi đâu lâu đâu. Đấy thằng kia có 5 phút mà sao hết xăng. Ủa 5 phút mà ngày anh đi mấy chục lần. Có nhiều khi mình đổ xong mình xăng, nó tôi đâu nhớ tôi đâu đi đâu đâu mà sao xăng nó hết. Mà sáng về mà tôi đâu đi đâu, từ nhà tới chỗ làm mà
không xài sao? Từ nhà tới chỗ làm cũng là một loại xài. Thì cuộc sống này cũng thế. Mình cái gì mình có xài là có cũ, có dư. Cái gì mình mới ra nó cũng mới. Mình kêu nói theo tiếng của mình là mới toanh, mới cáo cạnh gì đó. Nhưng mà rồi từ từ nó cũng phải cũ. Cho nên tự mình chịu khổ, chịu nghèo khổ, có tài vật đều bố thí. Thì cái chữ mà tự chịu đây là có những cái chúng ta chịu khó chút, chịu lỗ chút, chịu nhường chút. Rồi bây giờ đại chúng cứ thấy là trong cuộc sống này tất cả nhất nhất không có cái gì mà chúng ta không chịu khó hết. Không phải muốn làm việc gì mà không chịu khó, không có việc gì nó xong. Có nhiều khi mình vo gạo nấu cơm, để vô cái quên bấm nút. Nhưng mà nói chịu khó lại coi nó cháy cái thì sao, phát hiện ra là mình quên bấm nút. Cho nên có nhiều khi khuya ở trong phòng cái chà không biết ai khóa cửa chưa ta, mà giờ thôi làm biến quá, mà thôi chắc dặn mấy nhỏ rồi chắc nó làm cái gì, mà bữa nào nó thôi chịu khó ra coi một chút cái y chang cửa đóng không sát hay là quên khóa, thí dụ vậy. Pháp Hòa lên chánh điện, Pháp Hòa hay để ý cái tiếng của cái microphone này lắm. Có nhiều khi á, tụng kinh xong á, Pháp Hòa cố tình để cái microphone ở một cái vị trí là phải cầm cái microphone nó lên để dẹp thì sẽ nhớ đi tắt. Chứ không phải là mình thất niệm đến mức độ mà tụng kinh rồi giục cái microphone vậy. Pháp Hòa cố tình á. Tại vì Pháp Hòa mà để đàng hoàng vô là thế nào cũng không có nhớ. Cho nên Pháp Hòa phải để ở một cái, nhiều khi để trên cái gối ngồi thiền, để đại dưới đất vậy, để cho cái vị mà dọn chánh điện á, người ta dẹp cái đó, người ta buộc lòng phải nhớ tắt. Vậy mà có bữa cũng quên. Khuya Pháp Hòa đi ra chánh điện lễ Phật cái nghe, tại cái này nó on là nó, mình có vẫn nghe được cái tiếng đó. Mở ra y. Đi giảng về, thường thường là đi giảng về đây là thường sớm nhất là ngày thứ ba, có khi thứ tư, ví dụ vậy. Đi về cái lên chánh điện lễ Phật xong cái Hòa đi một vòng, cái chỗ Hòa sẽ ghé là chỗ đó. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ thường ghim cái hệ thống thông dịch cho người Tây Phương. Tới đó là thấy sợi dây điện chưa giật ra là biết rồi đó. Cái dàn máy chưa tắt. Dàn máy nằm trong cái thùng chỗ anh Phát ngồi đó. Thế là mới lợi dở là quý vị, nó nóng như cái lò. Nóng như lò, và Pháp Hòa phải mở lên. Mở lên cho nó thôi. Cho nên nhiều khi đó, cái bê bối của mình là mình có chánh niệm bê bối đó. Nghĩa là mình cố tình mình bê bối để sự việc nó phải được đi vào cái ngăn nắp. Mỗi lần mà ra tụng kinh, đi ra tụng kinh cái thì đi ra vừa bước ra cửa, cái chuyện đầu tiên là mình nhìn lên bàn tổ một cái. Thì có bữa chưa có cây nhang. Thì trong cuộc sống mà làm sao không có sự quên. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó một chút á, thì cái việc nó mới được hình thành. Có phải vậy không? Thì Pháp Hòa cũng thỉnh thoảng cũng bị vậy. Có nhiều khi viết soạn cái bài kinh gì rồi hơi gấp gấp vậy đó, chưa coi kỹ nữa, cái gửi đi, tới hồi gửi đi xong phát hiện ra có chữ này sai, chữ kia sai. Mà đôi lúc á, trong khi mà chuyển qua chuyển lại giữa mình với người in á, rồi cái mình dặn kỹ nha, nhớ bỏ cái bản đó, đừng xài cái bản cũ đó. Nhưng mà đôi khi người ta cũng quên, hay là nó còn trong máy hay sao, tới hồi đem đi ra in thì lại không đúng cái bản đó. Thỉnh thoảng nó có trường hợp như vậy. Thì khi mà mình soạn, mình nghĩ là mình kỹ rồi, tới hồi mà bắt đầu vô sử dụng, ngồi dò từng chữ trong khi đọc thì phát hiện ra có những chữ. Cho nên á, thường thường á, những cuốn kinh, cho dù những bản kinh mình có thuộc lòng đi nữa, nhớ là nếu bản đó là bản mới, chịu khó mở ra nhìn vô chữ đọc.
Vì chỉ có cách đó mình mới phát hiện ra được những cái lỗi của nó một cách chính xác nhất. Tại vì sao? Vì trong lúc này là mình nghiêm túc mình tụng. Còn mình đưa cho mình mà ngồi bàn ghế gì mình dò đó, thế nào cũng cái dò nó cũng lơ là. Chỉ khi nào mình ngồi nghiêm và làm tụng thì như chừng đó mình phát hiện ra. Đây là kinh nghiệm của Pháp Hoa đó. Kinh nghiệm và dò kinh mà xét kinh đó. Ngồi trong phòng mà dò hồi thế nào cũng bị sơ sót à. Vậy mà tới hồi mà đem ra ngồi đây mà trang nghiêm mà tụng là phát hiện chữ sai. Chờ quý vị nào mà muốn thì Pháp Hòa chia sẻ vậy, mai mốt mình có dò những bản kinh mới đó để giúp cho chùa chỉnh sửa những cái chữ đó lại cho nó đúng. Mình nên làm như vậy. Những bản kinh mình tụng đó mình nên mở ra, phải dù thuộc lòng nhưng phải nhìn vô chữ tụng. Nhìn vô chữ tụng để chi? Để mình phát hiện những cái sai trong đó. Có nhiều khi thiếu chữ cũng có nữa nha. Ví dụ như có một cái bản nghi thức tụng niệm á, ta đánh cái bài chú biến thủy chân ngôn án Toro mà thiếu hai ba chữ trong đó, nhưng ta đâu có phát hiện ra. Thì tất cả những nghi thức trong cái quyển đó người ta cứ copy, ta để vô copy thành để nguyên cuốn kinh, nguyên cái đoạn kinh nó sai hết, thì phải ngồi mà sửa. Vừa rồi làm lại cái quyển Lương Hoàng Sám đó, mình lấy trên mạng xuống cũng có, thì ngay cái bản trên mạng là đã thiếu một chương, chứ không phải mình làm thiếu. Vì mình nghĩ ý y là mình lấy trên mạng xuống là ok rồi. Tới hồi lấy trên mạng xuống trong đó thiếu một chương. Pháp Hòa dò chính tả, Pháp Hòa làm những cái phần chú thích xong rồi đưa xuống cho mấy cô nhỏ phụ thầy coi lại. Tới hồi mấy cổ coi lại, mấy cổ phát hiện thiếu một chương. Thiếu một chương rồi bắt đầu mới chạy lên báo. Pháp Hòa mới vô trong mạng search bao dài cái website. Thì trong đó những cái website mà mình biết là tất chừng 5-3 cái website đó đều bị thiếu một chương hết. Hình như chương là chương thứ 18 của quyển Lương Hoàng Sám. Cho nên á, đôi khi chúng ta cứ nghĩ vậy nè, thôi chịu khó một chút. Đừng có thấy cái việc gì mà nó dễ, và cũng đừng có sanh nạnh, đừng gì hết. Cuộc sống này muốn cái gì nó tốt, chúng ta cứ tự nhắc nhở mình chịu khó một chút. Có những vị mà người ta lên xin quy y cũng vậy, chịu khó một chút. Ta mời đi đám chịu khó một chút. Chịu khó đây là gì? Không phải là ổ mình đi vậy bộ cực khổ, không phải. Nhưng mà mình chịu khó là gì? Mình đi đến đó rồi mình chịu khó dụng công một chút, chứ đừng làm lơ là. Đừng làm qua loa cho có lệ, mà chúng ta đem cái lòng chúng ta làm. Tại vì nhiều khi chính người ta không hiểu, mà lúc đó là cơ hội để chúng ta làm cho người ta hiểu. Cho nên trong cuộc sống này á, Pháp Hòa thường sống như vậy. Cái gì cũng nói thôi chịu khó một chút mà làm. Có những cái email mình phải chịu khó mình trả lời, tại vì mình cũng tôn trọng, mình không thể public cái câu hỏi người ta. Nhưng mà mình nói một hai câu thì nó cũng không hết ý. Có đôi khi mà thấy câu hỏi này bây giờ mà trả lời bằng viết là tràn gian à. Pháp Hòa phải email lại, nói quý vị gọi đi, hẹn giờ, nói cho nó hết ý. Muốn giúp thì phải chịu khó thôi. Mình quý vị nào mà đút con mấy đứa nhỏ ăn là biết đó. Không chịu khó đút là nó không ăn. Mà nó không ăn thì nó ốm. Thí dụ vậy, ở đây cháu mình phải chịu khó đút. Còn Mỹ nó không có chịu khó, tự do. Rồi nó ăn đổ vải, nó tháo tùm lum vậy đó. Hai cái cách nó khác. Còn sở dĩ mà chúng ta còn bền bỉ sống chung với nhau, bền bỉ còn giữ quan hệ với nhau là vì sao? Vì chúng ta toàn là chịu khó với nhau hết. Còn thường thường nó thấy cái gì khó là nó giống à. Cho nên chỗ nào cần thanh niên có, mà chỗ nào khó thanh niên giống. Mình là đa số là chịu khó. Cho nên ngày nay mà chúng ta được thành tựu, một phần là từ hai chữ chịu khó. Thở đây, chúng ta làm gì? Chịu khó, nhẫn nại ở những sự lăng nhục thấp hèn,
chịu khó nhẫn nại ở những cái thiệt về mình để nhường cái khác cho người. Chịu khó gì nữa? Thấy có người đến xin đầu mắt thân thể đều tưởng như bạn lành, không trái nghịch. Cái chỗ này thì mình phải giải thích một chút nha. Nó có hai trường hợp. Nếu mình nói trong thế gian là mình hữu sự gì đó thì mình cho, thí dụ mình đăng ký đây, mới đây ngày thứ hai này Pháp Hòa đi cái đám cô này, thì cái cô này là người Việt Nam sang đây sống mà không có người thân. Cô không có người thân, không có một người thân nào ở đây hết. Thì đùng một cái là cô bị phát hiện bị ung thư. Thì chạy tới chạy lui chữa trị thì cô được 2 năm. Cô mới mất ngày hôm thứ năm thứ sáu gì vừa rồi đó. Thì trước khi cô mất á, thì cô có nhờ bạn bè của cô, khi nào mà cô mất rồi thì lên nhờ thầy Pháp Hòa giúp. Cho bạn bè đâu có biết gì đâu, thì mọi việc Pháp Hòa sắp xếp hết, như liên lạc nhà hoàng đồ giùm. Nhưng mà trước khi cô mất á, bác sĩ có vô thăm cô và hỏi xin cô cặp mắt. Cô đã cho cái cặp mắt đó. Tại vì cô bị ung thư cho nên phần lớn nội tạng không có còn tốt, chỉ có cặp mắt của còn tốt thôi. Thì cô đồng ý cho cặp mắt đó. Thì Pháp Hòa nghe được như vậy, Pháp Hòa tán thán. Pháp Hòa nói tốt. Tại vì sao? Vì cái thân tứ đại này thiêu thì nó cũng rã, chôn thì cũng vậy thôi. Cho nên nếu mà cuối đời mình mà một phần nào trên cơ thể mình mà được cho người khác thì mình phải biết rằng đó là thật là phước. Thay vì mình đem đi một cách vô ích. Đừng có sợ, có nhiều vị sợ nghe. Ủa vậy rồi năm kiếp sau con tái sanh con không có mắt. Có nhiều người sợ là kiếp sau tái sanh không có tim, không có gan. Trời đất ơi, đời này nè, bây giờ còn nguyên đi vô nó cũng rụi thành tro mà lo gì cái chuyện đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là nếu mình ký cho rồi không đúng với cái chuyện gọi là niệm Phật 8 tiếng đụng vô cơ thể rồi mình già mình không được vãng sanh. Nếu mà cái nguyện của mình đã viên mãn, là mình hứa cho mà mình được cho mãn nguyện rồi, cái nguyện mình mãn rồi, siêu không? Siêu. Bây giờ đừng có nói chuyện gì, nói cái chuyện bình thường thôi. Mình hứa, mình ký giấy là mình nói mấy đứa nhỏ má mất rồi, nhớ cho cái hột xoàn cho con Út nghe. Mà anh em nó tới hồi không cho, giếm luôn cái chuyện đó, dướng cái không siêu. Giờ má ơi, hồi đó má hứa cho con Út, giờ tụi con đem cho con Út này nghe. Nói rõ ràng vậy. Chuyện vật chất thôi mà người đó còn siêu, chứ đừng nói chi cả cái cơ thể này. Cho hồi sáng này Pháp Hòa cũng nói với anh Phật tử, ngay bây giờ phải khai thị cho má, chuẩn bị cho má những cái tư tưởng, dù là của cải vật chất mình dày công mình làm ra, nhưng mà biết rõ một điều rằng tất cả đều là vô thường. Nếu nó tồn tại được 80 năm, 90 năm, thủy chung một ngày nào đó, tại hết đời mình rồi, dắt gì nó duy trì. Hay là thậm chí nó duy trì thì cái quality nó cũng không còn giống vậy nữa, cũng là chuyện bình thường. Quý vị thấy biết bao nhiêu cơ sở ở đây, những cái công ty ở đây, hồi đời cha thì cái quality nó khác, qua tới đời con khác, thì và người ta không đủ sức người ta làm giống vậy nữa, thì nó phải có cái lúc mà nó hoang phế. Đừng nói chùa chiền cũng vậy, có những tổ đình ngày xưa các bậc tổ ở đó, biết bao nhiêu là những bậc kỳ tài độ chúng, biết bao nhiêu, mà tới hồi các ngài tịch rồi, bây giờ chỉ còn là cái chùa hoang vắng. Thậm chí những hàng cháo chắc bây giờ không làm được gì cho cái tông phong đó được rạng rỡ hết. Chuyện đó cũng là bình thường. Cho nên đừng mình khoan đợi, mình đừng có đợi tới mình nằm đó rồi ai tới khai thị cho mình. Tại vì lúc đó nhiều khi cái tâm thức mình nó mơ màng rồi, nghe tiếng được tiếng mất, thậm chí cố chấp nặng nề không thèm nghe nữa là khác. Cho bây giờ tự mình khai thị mình đi, thấy cảnh gì xung quanh tự nói với mình, tự khai thị mình trước, không có cái gì bền bỉ. Thì ở đây trở lại cái câu là thấy người đến xin đầu mắt thân thể, thì nó cái trường hợp đó. Nhưng mà cái trường hợp mà cái nghĩa sâu của nó là gì biết không? Nhiều khi người ta tới á,
Người ta nói một câu bể óc mình đó. Người ta tới, người ta có một cái thái độ, người ta làm cho mình ứa gan, gọi là ngứa mắt. Cái đó trường hợp gọi là gì? Móc mắt mình đó, xin cơ thể mình đó. Cho nên trong kinh hay nói, ông Bồ Tát đóng thẻo lỗ tai, ông móc mắt ông đưa. Cái chữ, cái nghĩa đó là gì biết không? Đừng có bận tâm, đừng có bận lòng ở cái thấy nghe người ta nói. Cái nghĩa của nó, ở cái nghĩa sâu, cái nghĩa đại thừa là nó vậy đó. Có nhiều khi mình đâu có làm gì họ đâu, mà tự nhiên họ tới, họ gặp mình, có họ nhìn mình như là cái mắt, cái cách nhìn của họ khó chịu lắm. Cái đó mình đừng có bận tâm. Cái đó là người ta đó, người ta xin mắt của mình đó, người ta coi ta nhìn mình vậy, coi mình có nhìn giống vậy không. Mình không nhìn giống vậy là mình cho người ta cặp mắt rồi đó. Anh cho tôi cặp mắt xấu mà tôi vẫn cho anh lại cặp mắt hiền lành. Anh nói một câu tôi nghe bể đầu nát óc đó, tôi dư sức tôi nói lại anh đó, nhưng mà thôi tôi không nói. Pháp Hòa hay đùa đó, và nói mình tu chứ không ngu, tu thôi chứ không ngu. Người ta nói mình biết, nhưng mà tại mình tu mình nhìn, tại mình biết mình nói nữa thì chẳng lợi ích gì. Thấy người đến xin đầu mắt thân thể đều tưởng như bạn lành. Trên thực tế thì đâu có ai tới trực tiếp xin đâu. Thỉnh thoảng mình nghe những cái câu chuyện, có cái ông đó, ông bệnh mà ông phải được thay máu. Thì mấy cái xứ nghèo thì bệnh viện nó có cái điều kiện là anh phải có máu khác anh thấy vô tôi mới cho anh máu này. Ví dụ như giờ ông này ông máu A, thí dụ vậy đi, thì bây giờ ông tôi bệnh viện tôi sẽ cho ông 2 lít máu A, nhưng mà ông có máu khác ông trả vô đây cho người khác xài thì tôi cho ông 2 lít máu này. Giờ cái người kia phải đi kêu gọi, đi kêu gọi, mà giờ kêu tình nguyện mà xứ nghèo mà kêu hiến máu kiểu đó trời hiếm lắm. Cái phải làm gì? Phải đi mua máu. Có không? Có nhiều khi người ta nghèo quá thì đi bán máu. Hồi hội Việt Nam qua nhớ đó, ta đi bán máu. Cái thời đó ở Việt Nam qua nhớ những cái cảnh như vậy. Nghèo quá, họ tiền xài. Bây giờ con đau, mẹ bệnh à, vì chỉ còn mà cũng không còn của gì để bán hết á. Giờ có những chỗ người ta đăng bản, người ta mua máu, tới bán máu, lấy tiền nuôi gia đình. Rồi có những người ta giàu, ta phát tâm bố thí mà. Nên giờ tôi biết cái ông đó, ông cần máu đó, mà giờ tôi không có ai thế máu, thôi giờ anh nào có máu khác, trả mỗi ông nhiêu tiền tới. Trời ơi, mấy ông nghe vậy, cái ông nào cũng nói tôi cho tình nguyện cho ông lít, lại lấy mấy nhiêu tiền vậy đó. Lấy, thí dụ giờ lấy 100 đô đi. Lấy 100 đô ông vậy đi tới đó đưa. Tới hồi đứng xếp hàng, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Không hợp tiêu chuẩn. Tới hồi vô lấy máu, anh hút thuốc không được, anh quá 50 tuổi không được, anh bị bệnh gì cũng được. Tới hồi đưa 10 ông tiền, rốt cuộc có 2 ông hợp à. Còn mấy ông kia, có ông thì nói, ta nói máu ông nào không có rượu nha, gặm ông nhậu mỗi ngày. Tiền thì lấy rồi mà máu không có. Và hồi nhỏ mình ở Việt Nam là nhiều cảnh để thấy lắm. Cái câu cuối cùng, hiện thọ sinh nhưng quán không vô ngã. Bồ Tát có 4 loại khó làm. Bây giờ có cái khó làm thứ tư là gì biết không? Mình đang sống trong đời này gọi là hiện thọ sinh. Thọ sinh tức là mình hiện đời, hiện giây phút này mình đang thọ cái tướng sinh sống đây. Nhưng trong khi chúng ta đang sống đây, chúng ta nên thường quán. Quán cái gì? Không vô ngã. Đức Phật có dạy 2 loại pháp ấn. Một gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là thay đổi,
Mà cái gì thay đổi thì cái đó khổ. Mà chính nó vô thường cho nên không có cái gì nó thật ngã, cho nên vô thường, khổ, vô ngã. Mình nhìn tất cả các pháp, nếu mình thấy tất cả các pháp bằng cái pháp ấn này thì không có pháp nào làm mình khổ hết. Đức Phật hỏi Ngài La Hầu La trong một bản kinh, hỏi: Này La Hầu La, tất cả mọi hiện tượng sự vật trên đời này có được trường tồn mãi mãi không? Ngài La Hầu La nói: Dạ không, nó là vô thường. Phật hỏi tiếp: Nếu nó là vô thường, vậy có khổ không? Dạ khổ. Vì nó vô thường cho nên mình mới khổ. Vì nó thay đổi, nó biến mất, cho nên con người chúng ta khổ với cái đó. Và Đức Phật hỏi: Nếu mà nó đã là vô thường, không có một cái gì nó tồn tại, vậy thì nó cũng là vô ngã chứ gì? Vô ngã là gì? Thí dụ bây giờ mình nói cái này là cái bàn, nhưng mà nó đâu có cái tướng, đâu có cái ngã của cái bàn đâu. Bây giờ mình tháo ra thì chúng ta gọi là gỗ, gọi là đinh, kêu là cái bàn mà nó không có cái ngã gì, mà tự một mình nó có thể có mặt gọi là cái bàn. Nó phải nhờ đinh, nó phải nhờ keo, nó nhờ gỗ, nó nhờ nước sơn, nó nhờ những cái thứ đó để gọi là cái bàn. Trên cái bàn này không có ngã, không có cái bản chất của cái bàn thật, không có cái gì là cái bàn hết. Vô ngã đó. Đây này là vô ngã đây. Vì giống như bây giờ, nhưng mà cái bàn này nó có thường không? Thí dụ lửa cháy, nó rụi. Hoặc là một cái vật gì nặng đè lên nó, sập lên nó bể. Nó là vô thường. Vì nó vô thường cho nên chúng ta thường hay bị khổ với những cái tướng vô thường đó. Đó, như ví dụ mình quán thân mình đi. Năm trước không có đau chân, trời năm nay sao đau quá. Nó vô thường, mà vô thường là khổ. Mà cái ngã mà chúng ta thường nói tôi là vậy, tôi là kia, cái tôi này nó không thật đâu. Cái tôi này chúng ta chỉ nói thôi, chứ còn thiệt sự ra chúng ta sống là nhờ hết. Mà thậm chí có nhiều người còn thở được, còn đi được là nhờ thuốc không, chứ không có sống được là nhờ thuốc. Không có thuốc là chết. Mình có một người thầy thân thương của mình lắm này. Đi tới chùa mình là xách nguyên ba lô thuốc. Mỗi lần tới là phải cho cái khay bày thuốc ra giống như bán vậy đó. Mà hay lắm nha, rất trung thành với thuốc. Pháp Hòa là mình thấy thuốc là mình ngán, nhiều bữa mình uống không. Còn thầy là phải uống, tại không uống đâu có chịu được. Cho nên sống được với mình tới giờ đây là nhờ thuốc đó. Rồi có nhiều người sống. Rồi ví dụ mình ăn nè, mình uống nè, mình thở nè, mình nói chung là mình làm tất cả, tiếp thu tất cả, chẳng qua để nuôi một cái gọi là cái thân. Mà hễ cái gì mà nó ngưng là tất cả nó trả về cho nó hết. Đó là gọi là tam pháp ấn. Pháp ấn, cái ấn là cái mộc đó, nó là như vậy, nó không thay đổi. Ấn như thế nào là đóng xuống như vậy, thì mình thấy được tất cả các pháp vô thường, khổ, vô ngã. Còn tứ pháp ấn là gì? Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn. Nó có cái thứ tư là niết bàn. Niết bàn là gì? Là khi chúng ta nhận chân được các pháp nó như vậy, cho nên tâm mình không có bị dao động quá đáng. Có thể có những bậc mà người ta đạt tới niết bàn tuyệt đối thì sao? Không lay động. Còn giờ mình chưa dám. Ví dụ mình hơi bị sốc một cái, nhưng mà cuối cùng mình trở lại được cái trạng thái bình thường. Có nhiều người hồi xưa không hiểu đạo, chưa hiểu thấu đó, còn khổ dây dưa. Bây giờ hiểu rồi thì có thể khổ trong vòng vài hôm là xong, mọi việc nó trở lại cái bình thường. Tại vì sao? Ta hiểu được bản chất của các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chính vì thấy được cuộc đời này là vô ngã, là vô thường, là khổ, cho nên cái trạng thái của chúng ta bình an hơn. Thì cái trạng thái bình an đó gọi là niết bàn. Vị nào mà đi
Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ví dụ như quý vị ít đi đám, ít khi nào đi đám tang, ít khi nào lên dự những cái buổi lễ cầu siêu lắm. Cho nên khi mà nghe thầy mà tụng khóc. Nhưng bữa đi chọc còn khóc nữa không? Hết rồi. Tại sao? Tại những câu đó giờ mình nghe quen rồi. Mình nói một cái ví dụ vậy đó, cái trạng thái mình nó không còn như cái hồi mình mới nghe nữa. Đưa một cái ví dụ vậy đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình thờ ơ nha. Không phải. Nhưng mà cái chuyện này đối với mình nó ở một cái mức độ chấp nhận khá hơn. Chấp nhận khá hơn. Chứ không phải là cái mình tu chập rồi sao giờ mình thành. Vừa rồi có một cô hỏi mà chưa kịp trả lời đó. Bữa nói hồi đó cô mới tụng kinh đó. Khóc dữ lắm. Sao càng tụng cái hết khóc rồi. Cô hỏi chứ cổ giờ tu đến mức tu chập rồi giờ người không còn tình cảm gì nữa sao? Dạ thưa không phải đâu. Cái đó cũng là bình thường thôi. Cũng giống như hồi mình mới qua từ ở trại tị nạn ở bên Việt Nam mới qua. Trời ơi gặp một người Việt Nam mình tay bắt mặt mừng thương lắm. Cuối tuần tới nhà tôi chơi nghe, tuần nào cũng mời hết, giờ gặp đâu né đó. Mình không phải là mình ở một cái trạng thái là mình thờ ơ, tù riết giờ thành sỏi đá, không phải. Nhưng mà cái sự chấp nhận của mình nó khá hơn. Hồi đó mình nghe người ta nói câu đó mình chịu không nổi đâu, tức dữ lắm, nhưng mà giờ bình thường. Tại vì mình chấp nhận được. Cái câu nói đó cũng vô thường, người nói cũng vô thường, mình là người nghe cũng vô thường. Mà mình không chấp nhận nó thì mình cho nó là một cái gì đó nó rất là thật thì mình khổ. Và vì sao mình khổ? Vì mình nghĩ mình nói mình, nói tôi. Hồi nhỏ Việt Nam hàng xóm mà mấy đứa nít mà nó giận nhau tức, nó kêu tên người này kia ra nó chửi. Mình tức quá mình nghe nó kêu tên mình chửi. Mình nói ê tại sao mày kêu tên tao mày chửi. Nó nói bộ trên đời này có mình mày tên đó hả? Tao kia tao chửi thằng A thằng B trên trời mà. Hồi nhỏ ở trong xóm mà mỗi lần mà giận với nhau là cứ kêu tên nhau ra chửi. Tức quá chịu không được lại hỏi nó. Tại sao mày kêu tên tao mày chửi. Tao đâu có chửi mày đâu, bộ có mình mày tên đó. Bây giờ lớn lên mình hả? Tại mình dính vô cái tên đó, mình nghĩ là mình có cái tên đó, mình bị là mình là cái tên đó. Chứ thật sự trên đời này đâu phải chỉ có một mình tên đó đâu. Triệu triệu người tên đó. Thật là tại vì ngay lúc đó đúng tên mình, mà tại sao cũng có những người ngồi đó người ta vẫn biết là tiếng chửi mà người ta không có dính dáng gì hết. Ta vẫn biết là tiếng chửi mà ta không nghĩ chửi người ta cho nên ta bình thường. Rồi thí dụ như người ta nói, thôi đi chị ơi, chị anh ơi, kệ nó đi nhịn đi. Bà đừng có tưởng hả, tuần rồi nó chửi bà nát nước á. Cái gì, nó nói gì tôi. Chạm tới cái ngã của mình liền. Hồi nãy cái ngã mình nó chưa có mặt, nhưng mà cái người kia họ nói một câu mà nghe có cái ngã mình chạm vô đó rồi, tức khắc liền. Cho nên những cái giây phút đó là mình có cơ hội mình quán lắm. Thí dụ như mình thấy người ta gây gỗ thì gì không tới mình, bình thường. Đâu dính dáng gì tới tôi đâu. Nhưng mà hễ mà mình biết được rằng câu chuyện đó hình như ai nói đó có mình trong đó, là bắt đầu mình đổi thái độ liền, mình đổi cái cách liền. Mình ra mình phải hỏi, mình phải làm gì đó để cho ra lẽ. Nó chạm vô cái ngã. Cái ngã là cái tôi của mình đó. Cho con người mình đó, cái gì, thí dụ như cái bàn này nè, hay là bản thân mình, hay là ngay cái chùa mình đó, chùa tôi. Rồi cái mình thấy có cái chùa tôi cái là mình dư khổ với cái tôi đó. Cho nên á, hiện thọ sinh nhưng quán không vô ngã. Ngay cái gì mà chúng ta đang thọ đây, chúng ta phải thường quán ở cái chỗ không vô ngã của nó. Giống như ngài Đức Phật nói với Ngài A Nan đó, cái già nó nằm ngay trên cái trẻ, cái bệnh nó nằm ngay trên trong con người khỏe, và cái chết nó đang nằm ngay trên con người đang sống.
Đợi tới khi mà chết mà nằm đó mới kêu chết là chuyện bình thường. Và khi mà người ta đang, mình đang sống đây mà mình vẫn thấy, quán được cái ngày cuối đó, khó lắm mà, không phải dễ đâu. Có nhiều vị đi chùa chứ rất sợ chết đó. Nghe tới chữ chết là ngán sợ lắm đó. Hoặc là ai hỏi tới dính dáng mấy chuyện đó sợ lắm. Vì nếu người ta không sợ, ta đâu có cái chuyện là không dám ăn đồ cúng. Ta không sợ, ta đâu có dám, không có tới trở lại nhà hoàng đâu. Đi ra là đi luôn chứ không quay trở lại. Tại vì sao không quay trở lại biết không? Bỏ quên ba cái lặt vặt mấy đồng bạc đó. Chứ thử bỏ quên cái bóp mấy ngàn có quay lại không? Thậm chí chưa tới là đã phone rồi. Nhớ giữ cho tôi nghe, nhớ giữ cho tôi. Còn không dám quay lại là tại bỏ quên mấy cái kia thôi. Thôi thôi lỡ rồi quên rồi. Không nên quay lại nhà hoàng, cử lắm. Nhưng mà nếu mà bỏ nhầm cái thứ tốt mà thứ mắc tiền coi, quay xe một cái là nhớ trực là quay xe, bấm phone liền, giữ đó cho tôi, đừng đừng có cho đem đi đâu. Chờ có những người mà người ta vướng cái xác đó. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Ngoài kia biển rộng trời cao, muôn vàng tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện từ nguồn linh tâm thức. Tự bao đời tôi vẫn tự do, tử sinh là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Thường thường ta đi đám, ta hay khai thị mấy câu đó để nói cho cái người mất. Nói cho người mất xong mấy người sống ngồi đó nghe luôn. Đúng rồi, tử sinh là trò chơi cút bắt. Thường thường Pháp Hòa đi đám tang mà những người thân á, những người Phật tử rồi đó, trong khi đứng tụng kinh Pháp hay quán. Trời ơi, mới ngày nào cũng đứng bên cạnh mình đi đám cho người ta nè. Cũng tới lui nhà hoàng này rồi bữa nay cũng nằm đây. Nhiều khi trong khi cúng, đứng cúng, mới ngày nào còn làm việc với mình nè, bữa nay nằm đây rồi. Từ đôi lúc mình còn quán mình, mai mốt mình nằm đây nữa nè. Có nhiều khi lợi đứng ngay cái hình mà sái tịnh. Mới ngày nào cái hình này chụp để làm passport nè. Cái hình này chụp tiệc tùng gì nè. Bữa nay cái hình này làm hình thờ rồi. Đôi khi mình quán chút vậy, tự nhiên mình nhẹ. Cho nên hiện thọ sinh, cái đó không phải dễ làm. Nhưng mình làm được thì mình sẽ có một phần biết buông xả, biết chấp nhận. Thôi chúng ta dừng đây, tuần tới học tiếp. Xin thưa đại chúng, bây giờ chúng ta hồi hướng và nghỉ ngơi. Ngày mai sáng 6 giờ chúng ta sẽ ngồi thiền tụng kinh. Vị nào có dịp trở lại thì trở lại, còn không quý vị cứ lễ Phật rồi ra về. Ngày mai sáng 6 giờ sau thời kinh 6 giờ thì 10 giờ rưỡi chúng ta vẫn có thời kinh hàng tuần như thường lệ. Rồi buổi tối thì 7 giờ có Phật Pháp Vấn Đáp. Đó là chương trình của ngày mai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.